Xin chào tất cả mọi người. Chương trình tri ân khách hàng tuần này sẽ được áp dụng với sản phẩm miếng dính chuột hình ngôi nhà Kukubo. Đối với sản phẩm này của bên em thì mọi người chỉ cần đặt tại nhà giúp em mọi người nhá. Hoặc là các đường đi của chuột này hay mà đi ngang qua ấy ạ. Ví dụ như là ở đằng sau tủ lạnh này hoặc là các cái ngõ ngách đúng không ạ? Các cái ngách trong ngôi nhà thì mọi người chỉ cần để đó thôi. Và một thời gian sau là nó sẽ có cái chất hấp dẫn chuột đến đó và em khẳng định với mọi người là nó dính rất là chắc luôn mọi người nhá. Không cần phải mang như là bẫy chuột này hoặc là những cái dụng cụ bẫy chuột rất là gây ảnh hưởng luôn ví dụ như nhà có trẻ nhỏ nhỡ đâu mà uh, bị um, xa vào cái bẫy chuột đấy thì rất là nguy hiểm đúng không ạ nên em khuyên chân thành mọi người nên sử dụng cho em cái miếng dính chuột hình ngôi nhà này mọi người nhá đó rất là dễ sử dụng cho em luôn ạ thuận tiện này mà hợp vệ sinh bình thường mọi người phải bỏ ra mức giá là 39.000 đồng cho em là một miếng đúng không ạ ngày hôm nay khi mọi người để lại số điện thoại hoặc kích ngay vào link bên dưới mọi người sẽ được mua với mức giá chỉ là 27.000 đồng cho em là một miếng bởi vì số lượng không có nhiều chị áp dụng cho 100 khách hàng đầu tiên thôi nên mọi người nhanh tay lẹ chân cho em để lại số điện thoại hoặc kích ngay vào link bên dưới để được mua hàng với giá hấp dẫn mọi người nhé và theo như mọi người đã được biết đối với sản phẩm miếng dính chuột hình ngôi nhà này của bên em thì đã được có giấy chứng nhận đó xuất xứ hàng hóa hàng chuẩn của Nhật Bản và để không phải mua hàng giả dạ, hàng nhái hàng kém chất lượng trên thị trường thì mọi người nhanh tay để lại số điện thoại hoặc kích ngay vào link bên dưới để được mua hàng với giá tốt mọi người nhé.